qua bài sách ngôn sứ Jeremiah cho thấy ơn gọi của ông cũng như ơn gọi của tiến trước đây. Đó là một điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã nhìn biết từ xưa, từ trước khi Jeremiah được hình thai trong dạ mẹ thì Thiên Chúa đã biết rồi. Và trước khi ông lọt lòng mẹ sinh ra thì Chúa đã thánh hiến. Chúa đã có cả một cái kế hoạch hành động của Ngài cho con người mà Ngài quan tâm để tuyển chọn, để sai phái vào cái công cuộc của Ngài, công cuộc loan báo tin mừng cứu độ cho con người. Đó là việc quan trọng. Và điều này cho thấy rằng qua kinh nghiệm của Jeremiah, người cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối, quá mong manh và dở dang trước cái sứ mạng của Chúa. Ông chối, ông nói con là con nít, không có làm gì được đâu. Nhưng mà Chúa bảo không được nói như vậy, bởi vì ta ở với ngươi, ta đặt lời ta vào miệng ngươi, ân sủng của ta đủ cho con. Cho nên con không có được phép mà thối thoát như thế. Hãy tin vào Thiên Chúa. Và cũng chính trong niềm tin đó, Thánh Phêrô tông đồ qua thư Ngài gửi cho chúng ta hôm nay, chúng ta nghe Ngài khuyến khích chúng ta. Và dĩ nhiên các tân chức đây sẽ cảm thấy đó là một lời mời gọi dành cho chính mình. Ngài mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và biết ơn với hồng ân của Chúa, và dùng ơn của Chúa để mà phục vụ, để mà sống yêu thương, để qua đó có thể loan báo tin mừng của Chúa. Chúa Giêsu qua bài tin mừng theo Thánh Matthew, Ngài còn nói mạnh mẽ hơn. Nhân cơ hội mà có bà Giê-bê-đê là mẹ của Gia-cô-bê và Gioan, người bạn con với Chúa, đến xin Chúa, xin Thầy, cái Thầy nước của Ngài cho hai đứa con của tôi đây, một đứa sẽ ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả trong vinh quang của Thầy. Ta biết là Chúa đã từ chối, và dĩ nhiên cái điều này, cái ước vọng này xem ra nó không có hay lắm. Điều đó nó gây chia rẽ trong cộng đoàn, các anh em cảm thấy khó chịu, bực bội vì cái chuyện đánh lẻ này đấy, cái chuyện ước vọng riêng tư này đấy. Và từ đó Chúa Giêsu mới cho thấy rằng cái con đường Ngài đi và cái con đường mà Ngài muốn các môn đệ của Ngài không phải như thế, không phải là cứ đứng xí trước cái chỗ cao, đòi cái chỗ cao, cái vị thế quan trọng ở trong vinh quang của Chúa, nhưng mà phải nghĩ đến cái điều quan trọng là phục vụ, là hiến mình. Chúa Giêsu nói ở đời thì người ta, những người có quyền thì hành quyền trên người khác và thống trị người ta, người có chức có quyền thì sử dụng cái quyền chức đó để mà điều khiển, khi để điều thì ít mà có cái hành thì nhiều. Những cái điều đó chúng ta cảm thấy nó đau đớn lắm, và Chúa Giêsu có thấy xót xa khi Ngài nói điều này, và Ngài căn dặn các môn đệ đối với ta và những người đi theo ta và ở trong nước của ta thì không phải như thế. Ai muốn làm lớn thì phải là người phục vụ và phải là người theo gương của Thầy Giêsu, như con người đến không phải để được phục vụ nhưng mà để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người. Lúc này chúng ta thấy những cộng đoàn đến Thầy Phó Tế ra đọc lời Chúa thì tự nhiên cúp điện, nhưng mà cũng hay là Thầy Phó Tế tiếng to cho nên nhà thờ không lớn lắm, cho nên đọc nghe cũng được. Nhưng mà có cái điều nổi bật của cái cộng đoàn ở đây ý hay không, là đến cái câu cuối cùng, cái câu mà hay nhất và có lẽ là ám hạt nhất trong buổi hôm nay, thì lúc đó điện nó lên và micro nó bắt mạnh lên và người hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người. Lúc đó cái câu đó là vang lên với cái sức hút của micro làm cho chúng ta nghe nổi bật và rõ nhất cái lời đó. Và tôi thiết nghĩ đó là cái điều chính yếu mà hôm nay tân chức sẽ
hướng tới, và có lẽ chúng ta cũng cầu nguyện cho tân chức đạt được cái điều này. Bởi lẽ chúng ta trong cái bối cảnh này hôm nay, không biết bà con thì nghĩ sao, nhưng mà cho tôi thì tôi cứ có cái ấn tượng và gần như hơi bị ám ảnh với tôi cái điều mà tôi thương thầy Francisco Xavier Maria Phạm Quang Tuyến. Lẽ ra là hôm nay hai anh em ngồi chung đây chứ không phải có mình thầy có thế lực đâu, mà trước đây 12 ngày khi về chuẩn bị tĩnh tâm để được tiến chức ngày hôm nay thì thầy đã được Chúa gọi về, Chúa đưa lên bàn thờ trước rồi. Hôm nay thầy có thế lực mới được tiến lên bàn thờ, còn thầy có thế Tuyến thì đã lên bàn thờ, thấy treo cái ảnh trong phòng khách kia rồi. Và cái điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ, tôi cũng suy nghĩ cái điều mà như vậy. Thầy năm nay 58 tuổi rồi, tên trước đây có 48 tuổi thôi, nhỏ hơn 10 tuổi. Nhưng mà rồi có lẽ không phải vì lớn tuổi như vậy mà Chúa kéo đi trước đâu. Nhưng mà có lẽ chúng ta nghĩ cái điều quan trọng trong cái ý nghĩa của cuộc đời linh mục. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng tội quá, tội gia đình quá, tội cho thầy quá, chờ đợi và cố gắng phấn đấu bao nhiêu năm trời, rồi cái giờ vinh quang sắp tới thì lại không được hưởng. Nhưng thưa cộng đoàn, cái điều vinh quang của các linh mục là gì? Điều vinh quang của cái người môn đệ của Chúa Giêsu, người theo để chia sẻ và thực hiện cái ý muốn của Thiên Chúa và sứ mạng của Ngài là gì? Phải chăng là để mình được có chức, để có quyền, để được vinh quang cho mình, rồi cũng như vinh quang cho dòng tộc, cho những người thân yêu của mình? Phải chăng là điều đó? Thưa không, dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng hiểu rằng Chúa Giêsu Kitô là thầy, là linh mục kiểu mẫu của tất cả mọi linh mục. Ngài chỉ thực sự là linh mục khi mà Ngài lên bàn thờ thập giá. Và Ngài lên bàn thờ thập giá thì không mấy chốc là chết. 3 tiếng đồng hồ trên đó rồi thì Ngài chết. Cho nên Ngài chỉ thực sự là linh mục khi mà chấp nhận một sự mục nát, chứ không phải chỉ chăm sóc thì hướng dẫn. Linh mục nó có cái mục đó, giám mục nói nghĩa còn ngang hơn là dám chấp nhận sự mục nát. Và khi mình chấp nhận mục nát để như Chúa Giêsu nói đó, dám phục vụ đến hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người, cái ý nghĩa cao quý đó và ý nghĩa rất thực đó trên cuộc đời của linh mục, dù là có khi chưa chết, nhưng mà trong đời sống phục vụ, trong những gian truân khó khăn, cách này cách khác, mức độ này mức độ khác, nó cũng là một cách chết đi, cũng là một cách hiến mình, một cách phó mình làm giá chuộc cho muôn người. Có thể có những cái người ta cảm thấy nó vinh quang, nó hạnh phúc, nó lớn lao, nó trang trọng, nhưng mà ở trong đó không ít và không thiếu những cái đau khổ, những cái hy sinh, những cái gian khó, và đó là những cái cách để phó mình, để hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người. Đức Kitô Ngài đã thực sự trở thành linh mục, trở thành đấng cứu chuộc chúng ta khi mà Ngài dám chết, dám hiến mình trên bàn thờ thập giá để cứu độ chúng ta. Và khi Ngài thực hiện cái điều đó, Ngài đã trở thành một linh mục vĩnh cửu, linh mục đích thực, linh mục vừa là tư tế mà cũng vừa là của lễ, khi Ngài dám hiến dâng chính bản thân của mình cho người khác. Có lẽ chúng ta cảm thấy sợ, có lẽ chúng ta cảm thấy có người nói với tôi rằng tội nghiệp thầy Tuyến quá, hiến tế sớm quá, thì như vậy cũng ổn, cũng tội nghiệp. Nhưng mà thực sự ra có lẽ chúng ta cũng nhìn về cái cuộc đời của người linh mục, và chúng ta cũng đừng chỉ mong là người linh mục sẽ được vinh quang, sẽ được hiển hết, và có khi nó chỉ là những cái vinh quang mang tính trần tục và thiếu đi cái chất hiến tế, chất của lễ để làm giá chuộc cho muôn người.
trong cái nỗ lực loan báo tin mừng cứu độ cho trần gian. Có lẽ trong ý thức đó, chúng ta hôm nay suy nghĩ một chút về cuộc đời và cái hiến tế của Thầy Phó Tế Phạm Quang Tuyến đã được Chúa gọi về. Chúng ta tin rằng hôm nay Ngài cũng đã được, mặc dù là không được phong chức ở đây, nhưng mà chính Thiên Chúa vẫn phong Ngài để cho Ngài có thể làm linh mục vĩnh cửu, linh mục mà khi khỏi phải cử hành thánh lễ trên bàn thờ này, nhưng mà mãi mãi và muôn đời Ngài trở thành một linh mục, là một hiến lễ dâng lên Thiên Chúa trọn vẹn ở trong tay Thiên Chúa, và cũng có khả năng để Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Thì chúng ta cũng từ kinh nghiệm đó, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho cha, cho tân chức ở đây cũng được trở thành linh mục của Chúa, sẵn sàng để hiến dâng bản thân của mình, sẵn sàng dấn thân có mình để phục vụ dân Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ các linh hồn trong một sự chết đi từng ngày, trong từng những việc nhỏ, trong từng những hy sinh, những cố gắng hàng ngày trong cuộc đời của mình, để thực sự trở nên linh mục đích thực, trở nên một tư thế và của lễ cho Thiên Chúa, góp phần đem lại hạnh phúc, góp phần đem lại ơn cứu độ cho trần gian, cho các linh hồn. Chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho tân chức, để Ngài có được tâm tình đó và cuộc sống nó xứng hợp với điều Thiên Chúa mong ước. Tuy nhiên không cần phải theo cái mẫu của Chúa Giêsu và hay của Thầy Phó Tế Tuyến quá sớm, nhưng mà trong cuộc đời dù làm cái gì, dù nó ra sao, thì cũng mang một ý nghĩa, một sự dâng hiến, một sự dám phó mình để làm giá chuộc cho muôn người. Xin Chúa đón nhận tâm tình cầu nguyện của chúng ta và đón nhận thánh hóa người anh em của chúng ta là Thầy Vinh Sơn Paulo Maria Toàn Vũ Lực hôm nay.